Hello mọi người, mình là bé Quỳnh FF đây. Trước khi vào clip, mọi người giúp Quỳnh xin một lần đăng ký kênh nha. Quỳnh thấy nhiều bạn quên không đăng ký cho Quỳnh á, nên là Quỳnh nhắc thôi. Còn bây giờ thì sao mình thấy buồn cơ chứ? Em đây không thiếu trai, quan trọng là em có muốn chơi cùng hay không thôi. Đây đấy, thấy gì chưa? On cái là trai mời vào liền. Ui Quỳnh anh em, chào em yêu nha, nhớ em yêu ghê. Quỳnh ơi, em có nhớ anh không? Dạo này ít chơi game với bọn anh thế. Vừa mới chơi hôm bữa xong mà, đã nhớ em rồi sao? Em bỏ thằng Lộc đó đi, từ khi yêu nó vào em toàn bơ bọn anh. Thôi được rồi, các anh cứ yên tâm, em sẽ dành thời gian nhiều hơn. Đây phải như thế em yêu chứ. Em cứ yên tâm, chỉ cần nghe lời, thích gì bọn anh cũng chịu. Hôm nay em vào đây để chơi game với các anh đó và trận tâm sự chút chuyện đi ạ. Được luôn em yêu ơi. Em vào nhớ gánh bọn anh nha, chứ giờ này máy lé không thấy định đâu. Đúng rồi đấy, chắc anh phải đập cái máy này mua cái máy khác quá. Rồi ok, các anh cứ yên tâm, em lo hết. Quá tuyệt vời luôn đúng không anh em? Em gái này mãi đỉnh mà. Ước gì hôm nào cũng được chơi game với Quỳnh như này thì tốt vậy. Cần gì phải ước cơ chứ, em đây sẵn sàng chơi game với các anh mà. Ôi thật sao, vậy nhất anh em mình rồi. Sao mày bắn tạ thế, chết luôn rồi. Mày cũng chết kìa, nói ai chứ, tự bả vào mặt mày à. Thôi chúng mày đừng có nói nhau nữa, còn em gái Quỳnh kìa. Cố lên Quỳnh ơi, gánh mọi anh chứ. Ok các anh cứ yên tâm, để em giết hết bọn này, dám bắn các anh của em. Ghê vậy ta, anh tin em sẽ làm được. Quỳnh bắn được thế nhỉ, xứng đáng có 10 người yêu nha anh em. Thôi em chỉ cần các anh. Đủ yêu Quỳnh quá đi. Ơ, có ai handle em ý nhỉ? Được, hay là người yêu em hiện là Toan đây? Làm gì có chuyện đó được, người yêu em bận mà. Ui, thật luôn này, sao anh đấy kêu bận mà lại handle mình ta? Thôi kệ nó đi em, chơi cùng bọn anh vui hơn mà. Đúng rồi đó, chơi với bọn anh đi, mấy bầu trận xong mà. Chia tay thằng Lộc đi, càng tốt. Thôi không được đâu anh, mấy anh chơi đi nha. Để lúc khác anh chơi cùng các anh sau, bye bye. Ừ kìa, đừng em. Rồi xong mình rồi, giờ mình phải làm sao đây ta? Sợ bị anh ấy phát hiện quá. Thôi thay lại cái áo mới được, chắc anh ấy không biết đâu. Anh ấy không mời mình, chả nhẽ anh ấy giận mình sao? Mình phải xin vào mới được. Ơ, cái gì đây hả anh? Cái gì là cái gì? Chẳng phải em thích vậy sao? Sao tự dưng là hai ông khác rồi? Anh đang nói gì vậy? Sao em không hiểu gì hết thế? Thôi em không phải gia nai nữa, anh biết hết mọi chuyện rồi. Ơ, sao em biết được cơ chứ? Chơi game với ba ông con trai mặc áo đen đồ cặp. Yêu mà bạn đi chơi game với ba ông con trai, đúng là chắc lưa thật đấy. Anh Lộc ơi, hai tụi em yêu anh nhiều lắm nè. Này này, hai cô kia, biết tôi là người yêu của anh Lộc không hả? Sao hai cô lại nói vậy? Nãy cô đi chơi với trai bỏ cả anh Lộc rồi, cô còn nói thế được à? Thôi được rồi, các em không cần phải nói nhiều nữa, vào game anh gánh. Ơ, sao lại vào trận rồi? Anh chơi quá đáng thế, ít ra cũng để em thoát đi chứ. Nếu mà thoát thì thoát luôn bây giờ đi. Anh ơi, xíu như gánh em nhé. Ok em, xíu anh khác gánh, em cứ yên tâm đi. Cái gì vậy, tức thế nhỉ? Anh yêu ơi, lại cả em nữa nha. Hai cô im được chưa, tôi là người yêu của anh đấy cơ mà. Tránh xa ra đi. Em mau ra chơi với hai anh kia đi, để anh chơi với hai bé này. Không chịu đâu, sao lại làm vậy với em? Thế tôi hỏi cô, sao cô làm vậy với anh Lộc của chúng tôi? Đúng rồi, làm thì phải chịu thôi chứ đừng hỏi tại sao. Từ giờ về sau anh rảnh lắm, các em có muốn chơi game với anh hàng ngày không? Đương nhiên là có rồi ạ, em thích chơi game với anh lắm. Ước 24 giờ, cả 24 giờ được chơi với anh. Mực thế nhỉ, mấy người chơi với nhau đi, mình out đây. Tất cả là do mình chơi game với mấy người kia nên bây giờ mới vậy. Nhưng mà chơi game đùa vui xíu thôi mà, có làm gì quá đáng đâu. Thế mà người yêu mình dám chơi lại mình, tức chết đi được. Ơ, là ai mời đấy? Alo, không yêu Lộc tử tế được thì để tao yêu nghe chưa? Lộc tốt như vậy, không biết trân trọng, đừng để mất đi rồi mới hối hận. Thì mình vẫn yêu anh Lộc mà, ai mà không yêu cơ chứ? Yêu Lộc bằng cách đi chơi với một lũ con trai thế gọi là yêu à? Cái tính mình vậy rồi, nhưng mình chỉ yêu mình anh Lộc thôi. Mày sắp thành bát cơ có tiếng rồi đây. Yêu nhiều anh nhưng yêu mỗi anh Lộc là thật lòng có được không? Đúng là bản chất con người khó để thay đổi mà. Bát cơ thì làm sao, đỡ phải lụy tình, không có anh này thì có anh khác, dễ hiểu mà. Thế thì ra chỗ khác mà chơi đi nhé. Mấy người đó nói cũng đúng, từ giờ mình sẽ không chơi game với trai nữa. Mình phải thay đổi thôi trước khi mọi chuyện đi quá xa. Nếu không chơi game với trai nữa, chẳng nhẽ mình chơi game một mình sao? Thôi đánh đi các bao nhiên vậy. Con này giàu thế nhỉ? Mấy đứa giàu bằng nhiêu con bót? Em đừng nói thế, nhỏ đâu không phải thì sao? Nghe anh, kệ họ. Kệ em đi anh, em nói chỉ có đúng thôi, anh cứ xem đi. Xong tí lại cãi nhau, anh không muốn như vậy đâu. Đấy anh nhìn thấy chưa? Em nói không có sai mà, chỉ được cái giàu chứ như con bót non ý. Người ta không làm gì em đừng nói thế mà. Em không nghe lời anh. Anh mà nói thế nữa thì chúng ta chia tay đi. Vậy thôi, anh không nói nữa. Ê con kia nhìn tao bắn này, đỉnh cao highlight luôn đấy. Quay hộ tao video, tao đang top mỡ. Để xem bạn ấy bắn như thế nào, từ nãy giờ thiện mình xuất. Nhìn năm máu con bố nè. Thôi lỗi xíu thôi.
Có mic không em gái? Bật lên nói chuyện với chị. Alo, mình đây, có việc gì thế bạn? Chịu bật mic rồi hả? Được đấy, đưa đồ cho chị gánh cho. Mình còn không đủ tiền mua súng kìa, sao cho bạn được? Boss như mày thì cần gì súng, out game đi thì tốt hơn đấy. Ok, vậy bạn chơi đi nhé, mình out đây ba mọi người. Đi game ngẫu nhiên cũng không xong nữa, gặp mấy kiểu người gì đông. Tự nhiên mình nhớ người yêu mình quá đi mất, thấy người ta có người yêu bảo vệ, khuyên bảo các thứ. Còn mình thì cũng tại mình mà ra hết, để tới mình xin lỗi người yêu mình, mong anh để tha thứ. Ai tự dưng mời mình đây, chẳng nhẽ là cái bạn vừa kệ mình. Con kia sao mày thoát trận, tù một sao của tao rồi, mày đền đi. Ê kìa, bà bảo mình thoát mà, chứ mình có muốn thoát lắm đâu. Tao nói thế mà mày cũng thoát thật, chịu mày đấy. Thôi không sao đâu em, xíu anh vào nít em anh cài lên cho. Cái bạn này nói thế mình lại nhớ tới người yêu mình đã từng tốt với mình như vậy. Em không muốn vậy đâu, lại mất công anh ra. Anh không thấy mất công đâu, anh thấy vui khi được giúp em á. Con kia, giờ tại mày hết, mày tính sao? Mình có làm gì đâu, bạn muốn gì thì cứ nói đi. Giờ solo với tao đi, thua mày phải đưa ảnh này cho tao. Em, thôi đừng, ra chơi tiếp với anh nè, solo làm gì chứ. Anh cứ để im, để em nói. Còn nếu mình thắng thì sao? Thì thôi, tao tha thứ cho mày, tại mày sai mà. À rồi ok nhá, solo cho xong chuyện luôn đi. Ráng mà thua để tao lấy ảnh của mày chơi. Chúc bạn solo thắng để lấy ảnh mình. Đương nhiên rồi. Bạn đánh ghê quá vậy, cứ ra là vào đầu. Anh nói mà, solo làm cái gì cơ chứ. Bạn ơi, vậy là xong kèo nhá, coi như hòa rồi nha. À rồi bạn, nãy mình chỉ nói đùa một chút thôi, có gì bạn đừng bận tâm nha. Không có gì đâu bạn, thôi mình có việc rồi, bye bye bạn nhé. Ok, bye bye bạn nha. Hiện tại mình muốn có một tình yêu nghiêm túc, mời người yêu mình vào xin lỗi mới được. Mong là anh ấy tha thứ, chấp nhận lời xin lỗi của mình. Mình spam vậy mà anh ấy không vào ta. Có chuyện gì hết, không đi chơi với mấy anh kia nữa à? Anh nào cơ chứ, nay em đi ghép ngẫu nhiên mà, có chơi với anh nào đâu. Tin được không, vậy sao không chơi cùng mấy anh, lại đi ghép ngẫu nhiên là sao? Thì em thấy em sai nên em cố gắng thay đổi, em xin lỗi anh là sao không vậy nữa. Xin lỗi là sao hả, biết thế nào được, em vẫn như vậy thì sao? Em không như vậy nữa đâu mà, anh phải tin em chứ. Để xem xét lại chứ, xin lỗi như này dễ dàng quá nhỉ. Sao anh, em mới biết em yêu anh nhiều lắm luôn á. Anh ơi, anh hết thương em rồi đúng không? Trả lời em đi. Thương em đem đi chơi game với thằng khác, mặc đồ đôi với thằng khác hả? Đâu có, giờ em không vậy nữa, phải tha lỗi cho em chứ. Anh ơi, em xin lỗi mà, em hứa lần sau em không vậy nữa đâu. Anh tha lỗi cho em rồi đúng không? Anh ơi, kiểu em là sao bắn chết em rồi. Bắn bay của nó, vậy mà kêu nó bắn chết em rồi. Đi vào chơi cùng mấy anh kia, mấy anh đấy gánh. Mày hôm kia thằng kêu em gánh, chỉ mới anh gánh được em thôi. Chơi cùng mấy anh đấy chắc thích lắm, còn mình có là cái gì đâu. Anh đừng nói thế mà, anh chỉ thích chơi game với anh thôi. Anh ơi, lại đem cho MB40 anh thích bắn nè. Mày lại biết cho anh đồ cơ à? Dạ đúng rồi, vậy nên anh phải tha lỗi cho em đó nha. Anh không được gơi em nữa, em hứa xanh ngoan mà. Có hoặc không, hay nay xin lỗi, mai lại chơi với mấy anh khác thì chịu đấy. Em uy tín như thế này mà anh nói vậy, buồn thật đấy. Ô kìa, em cho súng mà anh không thèm cảm ơn luôn, bất lực quá mà. Dạ, cảm ơn Badger. Yêu của mỗi anh thôi mà game là Badger là sao? Anh
Anh ơi, bạn ấy rút đồ nè, nhiều đồ lắm luôn ạ. Anh rút đồ của em xong là anh phải tha lỗi cho em đó nha. Vậy thôi, có cần nữa, rút mình đi. Sao em quá đáng thế, hết thương mình rồi. Mình biết mà, chắc yêu con khác luôn rồi á. Yêu Trần Thế Quỳnh được chưa? Anh là cái gì cơ, anh tha lỗi cho em rồi đúng không? Chắc là vậy á, chứ em thừa biết anh chiêu mình em. Mà tại em hư quá, đi chơi với trai bỏ anh chứ bộ. Em xin lỗi mà, là sao em không vậy nữa? Lần sau em không được vậy nữa đâu nha, không là anh buồn lắm ấy. Dạ, em biết rồi ạ, yêu anh nhiều lắm, lần này em không vậy nữa đâu ạ. Anh cũng thế, anh yêu em nhiều lắm á, phải người khác thì em hiểu rồi đó. Không có chuyện để em thay đổi và hơi hứ đâu nha, nên hãy trân trọng đi. Thế hả, vậy ngày mai em vẫn đi chơi cùng trai tiếp. Này này, cái gì cơ? Thì em chơi với anh là con trai còn gì nữa. Người yêu tôi đúng lương luôn, nhưng yêu lắm đó. Ok mọi người, clip của Quỳnh đến đây là hết rồi mọi người ạ. Mọi người thấy clip hay thì mọi người nhớ giúp Quỳnh xem một lần like, một lần đăng ký kênh. Và đừng quên quay shop Quỳnh nha. Bye bye mọi người, hẹn mọi người vào clip tiếp theo.